Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2005. Như thường lệ, sáng 8 giờ ngày Chủ nhật, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học Kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 178. Và trước khi học, như lần trước tôi có thưa với toàn thể đại chúng đấy, giờ đây tôi tiếp tục để xin nói lại những cái ý tứ đó với đại chúng. Cái vấn đề động đất và sóng thần của Đông Nam Á và Nam Á, đó là cái từ mà của cả nước cũng như trên thế giới đều nói, một cái tai họa khủng khiếp. Hơn 160.000 người mà cũng còn chưa kết thúc được, chết chóc trong cái tai nạn lớn lao, cái thiên tai đó. Thế thì là như hôm tôi có thưa với đại chúng đó, chúng ta cũng thể hiện cái tấm lòng mà tương thân tương trợ đùm bọc qua cái đạo đức từ bi hỷ xả của Đức Phật của chúng ta. Thì hôm nay là xin đại chúng mà của ít lòng nhiều, mỗi người góp một phần nào theo cái thiện nguyện của mình, để mà góp vào trong cái cứu giúp trong cái việc mà thiên tai lớn lao đó. Thế thì Thành Hội Phật Giáo cũng như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là kêu gọi trên toàn quốc các Phật tử của chúng ta cũng đóng góp vào công việc đó. Thế thì hôm nay là có các cái thùng đó mà, dài dài trên dưới gì đó, các vị tùy nghi mà ủng hộ vào trong đó. Thì tôi cũng xin thông báo là có một Phật tử ở bên bên Mỹ gửi về tôi, nhờ tôi qua tôi rồi gửi vào đây là $600 Mỹ, coi như là tôi khai trương cái thùng á ha, thế cho Phật tử bên Mỹ $600. Và trường Phật học của thầy trò tôi, trường Phật học là riêng về của trường á, mặc dầu là tôi nói các vị đấy sắp sửa cất cái giảng đường, nhưng mà bây giờ trường tôi cũng khai, nghĩa là khai trương vô đây 10 triệu nữa, rồi một phần của tăng ni sinh học trò đó, họ chưa báo cáo cụ thể nhưng mà mới có phần nữa là tôi nghe được 3 triệu, mà nếu mà thêm cái nữa có lẽ cũng 6-7 triệu gì đó nữa. Thế là coi như là đại để là 6 triệu nữa đi, đó là coi như khai trương ha, cái việc mà ủng hộ cúng dường cho chúng sinh này.
thì phần của Phật tử Berry bên Mỹ, rồi phần của trường Phật học, rồi phần của tăng ni sinh, tới phiên bây giờ sau đây thì của các Phật tử ở đây, thì tôi sẽ góp lại cái đó hết rồi đưa vào cho cái ban tổ chức, ta đưa vô trong cái mặt trận tổ quốc để góp vào. Cái này cũng về cái gì đây cô? Cũng à, đây mới Phật tử, đây là coi như là cũng mở hàng. Bỏ vô cái bao này đi, đây bỏ vô 10 đồng đô. Phật tử tên gì đây? Để đây đi ha. À, cũng vừa là thôi, bỏ vô đây đi. Rồi để đó đặng cho Phật tử tao phấn khởi tao vui mà. Thôi được rồi, để đây. Thế thì đó là cái việc mà ủng hộ tương thân tương trợ cái thiên tai lớn khủng khiếp của cái vùng Đông Nam Á và Nam Á của chúng ta. Thì nhân đây tôi cũng xin báo một cái tin mừng mà tôi cũng mừng, mà tôi nghĩ rằng là các Phật tử trong nước ngoài nước cũng mừng, là hiện giờ là trường Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, thầy trò chúng tôi đang thi tốt nghiệp. Thì cái tuần chiều hôm qua đó là tốt nghiệp cái lớp trung đẳng rồi, trung cấp rồi. Tuần tới này đó là thi tốt nghiệp cái lớp cao đẳng. Thì hôm trước tôi nói đó, 1.200 phần quà mà các vị trong nước cũng như ngoài nước ủng hộ cho tăng ni về cái đĩa CD mà suốt mấy mươi năm trời tài liệu của tôi đã tích lũy ở trong đó. Thì hôm trước là tôi trình báo với tất cả là mình định dự trù mình cho mỗi một phần là 35 đĩa, nhưng mà hiện giờ là mỗi một phần là tới 40 đĩa. Mà công việc đó hiện giờ thầy trò tôi đã hoàn thành ngày hôm qua, coi như bao bì đàng hoàng và dĩa sang đầy đủ hết rồi, hết thảy là 45 triệu 600 ngàn, hoàn thành vô bao bì đàng hoàng hết rồi. Thì đó là cái phần đóng góp á, kể là công người của trong nước và ngoài nước, mà công việc đó xin báo đại chúng lần này đã hoàn thành. Thế thì khoảng ngày 25 hoặc 26 tháng Giêng âm lịch năm dậu tới đây á, tức là qua Tết đây đó, thì sẽ làm cái lễ để trao tặng cho 1.200 ngôi chùa di động mà chúng ta thường nghĩ như thế, ước ao như thế, tức là 1.200 phần quà cho tăng ni sinh chúng ta đã làm hoàn thành nhiệm vụ trong nước ngoài nước đóng góp công việc đó, nay đã hoàn thành. Xin thông báo cho toàn thể đại chúng được biết, được mừng cho cái Phật sự tấm lòng của chúng ta. Trên đó thì cái ngày đó thì tôi thì không biết là có làm cái gì long trọng mà có thể các Phật tử có cái điều kiện để mà vui trong cái ngày đó hay không thì chưa dám nói là sao, nhưng mà công việc thì là hoàn thành rồi. Về cái ngày lễ mà phát phần thưởng và cái ngày làm lễ ra trường cho tăng ni đó, tí tôi muốn nói cái đó. Và nếu mà tốt thì có thể cũng là coi như mời tổng quát tất cả Phật tử ở thành phố này, cũng như là có thể có lời nhắn mời các Phật tử ở ngoài nước, nếu có cái tấm lòng, đã có tấm lòng ủng hộ thì có thể về để mà vui chung vui với các thầy với các tăng ni sinh trong ngày đó cũng tốt. Nhưng mà cái đó thì sẽ có những cái lần cuối cùng vào những cái buổi giảng tất niên.
xin báo đại chúng là đại cương nó như thế. Bây giờ chúng ta học cái bài Kinh Đại Bát Niết Bàn. Bữa hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái phần trực chỉ mà tôi đã đúc kết lại của cái phẩm cao quý Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương. Chúng ta bắt đầu học cái phần trực chỉ đây. Cao quý Đức Vương nêu ra ba cái nghi vấn. Cao quý Đức Vương Bồ Tát, Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát nêu ra ba cái nghi vấn. Một, tham có tự tánh. Vì có tự tánh cho nên tham làm ô trượt tâm, ràng buộc được tâm. Hai là tâm có tự tánh chân thật, vì vậy sau khi tu hành tâm được giải thoát. Ba là tham có tự thể, tâm có tự thể và giải thoát cũng có tự thể. Ba nghi vấn này Bồ Tát Cao Quý Đức Vương nhằm mục đích đánh thức tâm nghi của chúng sanh, muốn cho chúng sanh ứng dụng thành ngữ đại nghi đại ngộ trong chốn thiền môn đấy. Trong thiền môn nó có cái từ mà các vị tổ, và thứ nhất là bên các cái vị mà tổ bên thiền, người ta hay đề cập tới cái vấn đề nếu mà cái người đại ngộ là phải là cái người có đại nghi. Mà cái người nào mà nghi lớn thì là người đó mới có thể là ngộ lớn, gọi là đại nghi đại ngộ. Còn nếu như không có nghi gì hết á thì nó không có cái gì để cho mình ngộ. Cái điều đó nó cũng có lý đấy. Mình có muốn tìm hiểu cái gì mà mình tìm hiểu không, mình không hiểu được thì mình mới có thắc mắc. Mà có thắc mắc thì là mình mới tìm tòi để hiểu, hoặc không hiểu thì mình nhờ người chỉ bảo hướng dẫn cho mình hiểu, thế thì mình mới là hiểu được cái vấn đề mà mình muốn. Còn nếu như mà cái đầu óc mình nó trống trơn, nó hoàn toàn nó không có cái nghi gì hết, cũng chẳng cần có tìm hiểu cái gì hết thì có cái gì để cho mình hiểu đâu. Cũng như vậy, các tổ tương truyền truyền bối, ta dùng cái từ gọi là đại nghi đại ngộ đó. Nghĩa là mình phải có nghi thì mình mới có tư duy, mình mới có tìm hiểu. Mà có tư duy có tìm hiểu mà không hiểu thì mình mới nhờ những bậc thiện hữu tri thức, giáo thọ thiện tri thức, ta triển khai, ta hướng dẫn cho để rồi mình hiểu. Thế thì vấn đề đại nghi đại ngộ là việc có chứng cứ và nó có lý luận thật sự, chứ không phải là cái từ đó là cái từ rỗng không có nghĩa, mà sự thật đó là có ý nghĩa. Thế thì bây giờ vấn đề nghi như thế, nghi rằng là tham có tự tánh, rồi tâm có tự tánh, rồi giải thoát cũng có tự tánh, thế thì điều đó như thế nào? Mà điều này là thật sự chúng ta cũng để ý đấy. Tham có tự tánh không? Rồi tâm có tâm thật. Mọi người đều có cái tâm nào đó, có cái tâm thật không? Có tự tánh không? Rồi tu hành rồi giải thoát, giải thoát có tự tánh không? Vấn đề nghe rất đơn sơ mà phải học kỹ lắm mới được đó. Ba nghi vấn này Bồ Tát Cao Quý Đức Vương nhằm là mục đích là đánh thức
cái tâm nghi của chúng sanh, muốn cho chúng sanh ứng dụng cái thành ngữ đại nghi đại ngộ ở trong chốn thiền môn. Như Lai Thế Tôn thì không bao giờ là người nắm tay lại, mà bao giờ cũng là người sẵn sàng tung vải để lợi lạc chúng sanh. Đức Như Lai Ôn Tồn Bảo Cao Quý Đức Vương đều căn bản nhận thức, để nhận thức chánh pháp đại thừa trong đạo Phật là các pháp không tự tánh. Đây là mình tổng kết lại cái lời Đức Phật dạy từ trước tới giờ mình học đó mà. Thì mình xác định rõ là các pháp không có tự tánh. Để ý cái này. Sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do viễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh. Thử chi pháp thân nghĩa, diệt tức thị chân như, thường như kỳ tánh cố, tức duy thức thật tánh. Cái tánh biên kế, sở chấp ban đầu không có tự tánh. Cái tánh gọi là y tha duyên nhi sanh khởi, y tha khởi tánh không có tự tánh. Cái tánh gọi là viên thành thật cũng không có tự tánh. Đó là thân nghĩa của các pháp, đó là chân như, cái tánh chân như của vạn pháp. Vì đó là cái tánh thường như, là các pháp không hề có pháp nào có tự tánh. Để ý cái chỗ đó. Và mình học, mình nhận biết rằng các pháp không tự tánh thì nó có lợi ích gì? Rất là có lợi ích đấy. Chứ nếu mà các pháp mà thật sự mà nó có tự tánh á, thì vạn pháp nó cứng khư, nó bất động, thì vạn pháp nó không thành, nó không có cái sự chuyển biến, cái sự vô thường, sự sinh dịch đó, thì các pháp nó không bao giờ nó phát triển pháp gì để nó thành pháp gì được hết. Thí dụ như mà con nít mà nó có tự tánh của con nít, của cái đứa con nít, thì không có người lớn, không có tuổi trung niên, tuổi trưởng thành rồi không có người lớn. Và nếu mà cái tuổi trung niên nó có tự tánh đó, thì là không có cái tuổi của ông già bà già, không có cái trí tuệ của ông già bà già, của người lớn tuổi. Cái cây này nếu nó có tự tánh thì nó là nó vĩnh cửu như vậy, và thật sự không bao giờ thành ra nó được, không có cái sự chuyển biến, sự vận động, sự phát triển tương tục, thì nó có tự tánh cố định thì là nó không là nó được nữa. Cho nên là chúng ta để ý là các pháp không hề có tự tánh. Tánh tâm không tự tánh, cho nên trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai tìm tâm không có. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Như Lai thuyết chư tâm gia di phi tâm thị danh vi tâm. Như Lai nói rằng là chúng sanh nhiều như hằng hà sa số các sông hành, mà tâm của chúng sanh Như Lai đều biết hết. Nhưng mà Như Lai nói vậy, Như Lai thiết chư tâm gia di phi tâm. Thật sự là tâm Phật cập chúng sanh thị tam vô sai biệt. Cho nên nói rằng là tâm của chúng sanh nhiều như 10 số các sông hàng đi nữa, Như Lai đều thấy, đều biết. Là bởi vì trong một tâm của chúng sanh này nó có hằng hà sa số bất khả thuyết tâm. Vì nó là một, vì tâm của chúng sanh không có chúng sanh nào, cái tâm của chúng sanh nào có tự tánh. Do vậy cho nên là tìm tâm sự thật là không có. Do vậy Như Lai nói tâm chứ không, kỳ thật không có tâm mà gọi là tâm vậy thôi. Tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai không có. Mình tự suy nghiệm lại mình. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có tâm, nhưng mà tự tư duy, quán chiếu, soi rọi lại tâm mình, có tâm mình là cái gì.
tự tánh của tâm mình là cái gì? Không hề có. Mà nó chạy theo cái chu kỳ của gọi là thất tình. Hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Nếu nói về lục dục thất tình thì nó chạy theo lục dục thất tình. Mà tìm cái chỗ trụ của nó là cái gì là không bao giờ có. Còn nếu chúng ta học Phật thì ta vận dụng tứ vô lượng tâm của Đức Phật, từ bi hỷ xả, thì cái tâm của ta nó cứ theo từ bi hỷ xả. Nếu chúng ta tu tập theo lục độ, ta đem cái tâm của chúng ta, ta tư duy quán chiếu bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, rồi thì bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí tuệ mà nó có thể nó xê dịch trong cái lục đạo đó, lục ba la mật đó, thì đó là cái chỗ trụ. Của cái người học đạo. Cái người học đạo nếu mà tu lục ba la mật thì nó có thể nó cứ nó vận hành nó trong bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Nếu tu theo tứ vô lượng tâm thì từ bi hỷ xả theo cái chu kỳ đó mà nó đi, chứ nó cũng không có ở một chỗ được. Ngược lại nếu mà cái tâm của phàm phu nó chạy theo mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, rồi thì nó đi theo chu kỳ thứ hai của mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Thế thì nếu nói là tâm thì tâm của chúng ta là gì? Không hề có cái gì. Tìm tâm quá khứ không có, tìm tâm hiện tại không có, tìm tâm vị lai cũng không có. Mà cái công dụng của nó là thế. Do vậy cho nên nếu mà chúng ta vận dụng cái tâm của chúng ta mà đi trên con đường từ bi hỷ xả, đi trên con đường bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, thì chúng ta phải đi theo cái quỹ đạo, cái chu kỳ của những cái thiện pháp, thì chúng ta có an lành. Vậy thôi. Nếu đi theo cái quỹ đạo của thiện pháp thì chúng ta có an lành. Còn nếu chúng ta đi theo cái quỹ đạo của tham sân si mạn nghi, tham sân si mạn nghi, tham sân si mạn nghi, rồi hỷ nộ ai cụ ái ố dục, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, nếu chúng ta để cái tâm mình đi theo cái quỹ đạo đó thì nó là nguyên nhân của đau khổ. Chứ hỏi cái tâm của chúng sanh là cái gì, nó ra sao, rõ ràng là không tìm cái gì là tâm được hết. Do vậy cho nên là tam thế cầu tâm, tâm bất đắc. Chỗ này mà tôi nghĩ rằng là đại chúng để ý cái chỗ này mới thấy rõ cái đạo Phật. Đạo Phật dạy rất là chân lý, là chính xác chân lý. Cho nên tâm thiện hay tâm ác là do con người, do môi trường, do hoàn cảnh, do nhân duyên. Mà người ác có thể gần gũi thiện hữu tri thức, gần gũi người lành có thể trở thành người thiện. Ngược lại cái tâm mà của người mà tương đối là không ác, mà nếu mà gần gũi toàn là người ác thì lần lần rồi cái tâm thiện đó nó bị mất đi, nó thành ra cái người ác và cái tâm ác. Cái đó trong đạo Phật ta gọi là quân tập. Còn Khổng giáo thì ta gọi là tánh tương cận, tập tương viễn. Mình ở gần ai thì nó sẽ ảnh hưởng cái thói quen, cái tính tình, cái cách ăn ở của người đó. Cận châu giả xích, cận mặt giả hắc, cận hiền giả minh, cận tài giả trí. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Gần kẻ hiền thì sáng láng, gần kẻ tài thì có trí. Mà gần kẻ ngu si, hung ác thì mình sẽ thành cái người bất lương vô đạo. Vậy mà theo đạo Phật cũng như là đạo Khổng mà tôi mới vừa nói đấy, điều đó để nói lên rằng là tâm không có là cái cố định nào hết. Nó là vô tánh. Tâm vô tánh. Tham sân si đối tượng buộc ràng hệ phược tâm. Tìm thực tánh
của nó không hề có tánh. Thế thì tâm là tâm vương. Nếu mình học duy thức á, duy thức học á, tâm gọi là tâm á, là tâm vương. Mà kế đó nó có cái sở hữu của tâm vương là tâm sở, tức là tham sân si mạn nghi, phẫn hận phu não tật sang vân vân. Cái đó gọi là tâm sở hữu. Nó là cái sở hữu của tâm vương, nó biểu hiện ra cái đó. Thế thì tâm mà đã là không có tự tánh á, thì tham sân si mạn nghi vân vân, phẫn hận phu não tật sang vân vân, thế thì là cái tâm mà còn không có tự tánh, là cái tâm vương là chủ mà không tự tánh, thì cái tâm sở hữu của tâm vương đương nhiên là cũng không có tự tánh. Do vậy mà Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là thực tánh vô minh tức Phật tánh. Cái thực tánh của vô minh, của tham sân si mạn nghi phẫn hận phu đạo tật sang, cái thực tánh của nó không có tự tánh gì hết, mà là cái tánh đó không hề có tham sân si mạn nghi. Mà có thể cái tánh của nó là từ, là bi, là hỷ, là xả nữa, vì nó không có tự tánh mà. Cho nên thực tánh của vô minh là Phật tánh, là vậy. Thế ta gần môi trường hoàn cảnh thầy lành bạn tốt thì ta đi theo con đường lục ba la mật, con đường tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả của đạo Phật. Còn nếu ta gần những cái người bạn không tốt thì ta đi vào trong là lục dục thất tịch, nó sinh ra mực giận thương sợ yêu ghét muốn vân vân. Do vậy mà tham sân si đối tượng buộc ràng hệ phục của tâm, tìm thực tánh của nó cũng không hề có. Thực tánh vô minh tức Phật tánh. Còn như cái thân này thuộc về sắc pháp đây nè, thân này là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức nè, cũng không có tự tánh. Cho nên ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Cái thân ngũ thủ quẩn này nó cũng không có tự tánh, giống như là mây bạc, mây trắng, mây đen trôi nổi trên nền trời. Có lúc mây trắng, có lúc mây đen, mà dầu mây trắng hay mây đen lúc tụ lại cũng không có thực tánh chân thật. Vì không có thực tánh chân thật cho nên trong mấy phút, mấy giờ đồng hồ nó tan rã trong hư không. Mà tan rã vào đâu, nó thành cái gì cũng không ai biết được, cũng vì nó không có tự tánh. Do vậy mà ta thấy rằng là tâm vương không có tự tánh, tâm sở tham sân si đối tượng để buộc ràng, nó buộc ràng cái tâm mình đó, những cái buộc ràng đó cũng không có tự tánh. Vì vậy mà một cái câu mà hết sức là hay: tùy trần trục cảnh ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Cái vô minh mà nó nhiều quá đó, mình tích lũy, mình quan trọng nhiều quá đó, thì nó vọng thành ra cái tham, cái sân, cái si, cái mạng, cái nghi, thân kiến, miên kiến, vân vân, cái nghiệp hữu lậu vọng thành, chứ nó không có thiệt. Tích lũy vô minh nhiều quá nó vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp, cái nghiệp hữu lậu vọng thành chứ không có thật thành. Vì vậy mà cao quý Đức Dương nêu ra nói rằng là cái tánh ràng buộc của tâm đó, nó có cái tánh đó, Phật nói không có tánh. Cái tánh tham sân si, những cái kiết sử ràng buộc cái tâm đó không thật có tánh. Từ cái chỗ đó cho nên chúng ta để ý trong nhà của chúng ta nó lục đục hoài à, nó vui, nó mừng, nó buồn, nó giận, nó thương, nó ghét hoài, kể cả vợ chồng là những tưởng trong lúc ban đầu mình tưởng là tâm đồng ý hiệp ghê gớm lắm à,
mình về mình gặp ảnh rồi ảnh nói gì mình cũng nghe, rồi mình nói gì ảnh cũng nghe. Ảnh không à, em ảnh không à. Tin tưởng vậy đó, người nào có tin tưởng là mình nói gì ảnh cũng nghe, rồi ảnh nói gì mình cũng nghe, phấn khởi lắm. Nhưng mà rồi sự thật nó phải vậy. Trên đời này hãy miễn mà mình nhìn cái diện, sắc diện khác nhau, hình dung khác nhau, sắc diện khác nhau, thì tâm tánh khác nhau. Không bao giờ có cái mà mình nhất trí với nhau được. Vì vậy cho nên trong nhà nó xảy ra những cái chuyện mà vui mừng, buồn giận, cãi cọ là chuyện bình thường, phải biết cái đó. Nhưng mà trong đó là khi mà có cãi cọ là sân si đó, thì mình nhớ tới cái bài học này đó. Tất cả là tham sân si, ngũ quẩn phù hư, không khứ lai đồ tam, độc thủy bào hư, hư sức bọc ha. Rồi mình tính tâm một chút xíu, rồi mình nhẫn nhục một chút xíu, thì nó qua đi. Còn bằng không tìm cái người mình nhất trí, chung thủy, bằng lòng nhau trong việc, không bao giờ có. Còn hai người nào chịu đựng giỏi, quán giỏi đó thì ở chung chỗ đông người được. Còn tôi nói thí dụ như tôi là tôi quán dở lắm, chưa giỏi, cho nên tôi không chịu ở đông. Ở đông nó buồn lắm, hơi nào tôi phải đỡ, tôi phải giống như tôi thường này, ví dụ mà nếu mà mình một võ sư mà giỏi thì giỏi rồi, nhưng mà mình ngồi không thì sướng hơn là đánh cái đỡ bốn bề tứ tung. Cho nên mình tu thiền có giỏi đi nữa đó, thì mình thiền mình nhìn trời xanh mây bạc, rồi mình nghe tiếng chim, tiếng giọt sành ảnh ương, tiếng dế nó nhẹ nhàng biết cái chừng nào. Còn mình nghe đủ thứ trơn, đi đâu cũng gặp người ta, cũng gặp là mỗi người nói câu vậy, rồi là trong đó không biết bao nhiêu cái mà mình không vừa lòng, và chắc chắn không vừa lòng nhau được trọn vẹn. Thế thì là mình phải hạn chế, rồi mình phải dùng nhẫn nhục, rồi mình phải là đọc thần chú để rồi phải niệm Phật để trấn những cái đó. Vậy là mình lỗ thiệt thôi. Cho nên là mình ở cái môi trường, cái hoàn cảnh mà nó ít có va chạm á, thì nói đúng là mình tu ít có cực. Còn Như Lai Thế Tôn á, đừng có nói Như Lai Thế Tôn, trừ cái môi trường, cái hoàn cảnh mà nghĩa là hoàn toàn không có cái gì hết. Tôi nói câu này hoài thôi, nói tới chết cũng nói vậy thôi. Như Lai Thế Tôn mà làm được á, mà có Bồ Đề Niết Bàn mà giải thoát được á, dễ á. Là Như Lai Thế Tôn dám làm cái việc mà trên đời người ta không dám làm. Là Như Lai không hề có bất cứ một cái thứ gì nhỏ mọn. Cái đó là cái mà làm cho Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng nó lộ ra. Còn nếu chưa làm được việc đó hả, đừng có nói thánh nói tướng gì hết. Đừng có nói thánh nói tướng gì mất công. Đều là vui mừng buồn giận, phải quấy phân tích, nhẫn nhục chịu đựng dài dài. Mà kể cả còn gọi là nhẫn nhục được, chịu đựng được, cũng chưa thành Vô Thượng Bồ Đề được. Đạt tới cái địa vị mà thanh tịnh Vô Thượng Bồ Đề, Vô Thượng Niết Bàn đó là không còn cái từ nhẫn nhục, không còn cái từ chịu đựng. Mà muốn không có cái gọi là nhẫn nhục, không có cái gọi là chịu đựng á, thì chỉ còn có một cách, là bản thân này còn chưa sợ, chưa tiếc, chưa thương, chưa quý. Ngoài ra các cái bên ngoài đều không có một cái gì hết. Thì các vị mới có thể nói với tôi là các vị tu chứng kiểu nào đó. Tôi nhìn, tôi nghe cái đó tôi tin liền tức khắc. Còn bằng các vị không làm được cái việc đó, là nói thánh nói tướng gì đều khoan để đó, chờ xem. Đấy. Cho nên là tôi nghiên cứu thật kỹ rồi đó, tôi báo cáo với đại chúng việc đó, các vị về suy nghĩ lại đi. Lý do nào làm cho chúng ta đau khổ? Không ngoài ngã và ngã sở, ngã sở hữu. Bằng ngã mà còn
còn thấy có vui, có mừng, có buồn, có giận, có thương, có ghét. Đó là phần là tự tâm đó, của bản ngã đó. Còn có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết để nó sanh ra cái phải quay vui mừng đó, thì nó thành ra tri kiết lọc. Lọc tri thì tức vô minh, minh bổng. Chỉ có không có gì hết thì tri kiết vô, vô kiến mới từ tư Niết Bàn. Mà tri kiến vô kiến là chỉ có cái cách là làm như Phật Thích Ca thôi, không có con đường nào khác. Còn đừng có nói rằng tôi cất cái 10 cái chùa vậy chứ tôi coi như không có cái nào. Không có cái nào anh cất chi? Anh cất anh để cho ai? Tại sao anh phải lấy tiền anh cất? Tiền của người ta để cho người ta ăn chứ anh xin quá trời quá đất đổi cho đó. Còn có những người nói khó lang thang trên trời cả. Mà anh đâu có cho những người lang thang nói khó đó. Anh để anh làm cái chuyện mà bạc tỷ của anh cả. Thế thì là anh gọi là tôi làm cách chốc cái chùa, cách tâm cái chùa vậy chứ tôi coi không có cái nào. Xin lỗi nha, không có thành thật rồi đó. Thành ra tôi nghiên cứu rồi, chỉ con đường duy nhất có Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng là phải ngã và ngã sơ không có. Mà Phật Thích Ca làm được việc đó, cho nên Phật Thích Ca có Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng. Cái gọi là giải thoát nha, tâm không có rồi nha, không có tự tánh rồi nha. Những cái hệ phước á, những cái nguyên nhân là hệ phước ràng buộc là tham sân si mạn nghi đó, cũng không có tự tánh rồi nha. Rồi bây giờ cái gọi là giải thoát nè, đây cái gọi là giải thoát hệ phước khiến cho tâm được giải thoát. Cái gọi là giải thoát hệ phượng, tức là phiền não vô minh đó, khiến cho tâm được giải thoát. Sự thật, tâm nào có giải thoát gì đâu, vì nó vốn không hệ phượng. Nó đằng tâm á, phiền não đó, kiết sự hệ phượng á, có tự tánh, rồi cái là để giải thoát cho cái tâm. Nhưng trừ phiền não vô minh để cho cái tâm được giải thoát, để cho cái tâm là tách bỏ cái phiền não hệ phước ra, tâm được giải thoát. Kỳ thật, tâm nào có bị hệ phước gì đâu. Cho nên là mình để ý cái chỗ này. Vô minh, diệt vô minh tận, nãy chứ vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, vô trí, diệt vô đắc. Đắc á, chữ đắc là cái mà là giải thoát, là cái quả giải thoát. Người ta gọi là đắc, là chứng. Mà theo đạo Phật á, tâm vốn không có cái tính chất bị ràng buộc, và cũng không có cái ràng buộc để ràng buộc nó được. Và nó cũng chẳng có cái gì để giải thoát. Cho nên nói rằng là tu hành rồi tâm được giải thoát, Phật nói không có. Cái đó là chẳng qua là đứng bên cái phương diện tục đế của phàm phu, cái tâm bị quá nhiều tham sân si mạn nghi đau khổ đi. Cho nên Đức Phật nói rằng là phải loại trừ bỏ cái tham sân si mạn nghi, cái kiến hoặc tư hoặc đó, thì tâm của các ông được giải thoát. Đó là nói bên cái phương diện trên con đường tu nhân. Trên con đường tu nhân, trên phương diện tục đế, thì nó có nhân và nó có quả. Cái nhân nó làm cho ông không giải thoát là tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật xa, vân vân. Phải trừ cái nhân đó, thì cái tâm không còn bị những cái đó ràng buộc, gọi đó là tâm giải thoát. Thế thì là khi mà giải như vậy, nói như vậy, là nói trên cái phương diện bên cái phương diện gọi là tục đế, cũng gọi là hữu vi pháp. Dùng cái ngôn từ đó là phương tiện, chứ cứu cánh thì chưa phải vậy. Về cứu cánh thì không có cái từ gọi là tâm giải thoát, bởi vì tâm hồi nào từ trước tới giờ, từ sau cũng như trước, không hề có tâm là một bức. Và đã tâm là tìm đã cái gì không có rồi, thì gọi là nó là bị hệ phượng, lại càng không có.
mà nó đã không có bị hệ phước thì gọi là giải thoát, là giải thoát cho ai, cho cái gì? Cho nên gọi là tâm giải thoát mà như ông Cao Quý Đức Dương nêu ra đấy, cũng không có luôn. Chỗ này là ta học về chân đế, ta học về bên cái mặt vô vi pháp, bên cái mặt bản thể, thì phải tư duy quán chiếu về cái này. Còn ta học bên mặt hữu vi pháp, bên mặt hiện tượng của vạn pháp, thì ta phải có tu để loại bỏ phiền não vô minh, tham sân si mạng, đó là nguyên nhân của hệ phược. Nó hệ phược tâm. Tâm ta bị triền miên ở trong vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, cho nên ta bị hệ phược. Thành ra là phải giải tỏa cái phiền não vô minh, để cho tâm ta trở về cái thể vắng lặng của nó, để cho khỏi bị hệ phược, gọi là tâm giải thoát. Nhưng mà đạt tới cái đỉnh cao của vô vi pháp á, thì hiện tượng vạn pháp á, thì nó có sanh, có diệt, có cấu, có tịnh, có tăng, có giảm, có đoạn, có thường, và có nhân và có quả. Mà bên cái mặt mà vô vi pháp á, thì bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất đoạn, bất thường, và không có nhân và không có quả. Chỗ này khó lắm mà nha, khó lắm à, phải học, phải đi sâu nào Phật thì thấy nó hay vô cùng tận. Mà nếu mà không đi sâu á, là này khó nghe lắm à. Cái vấn đề nhân có, nhân quả có hay không, vấn đề trong thiền, các cái thiền viện người ta bày ra trong các ông tổ và hỏi qua hỏi lại, người ta giải nghe như là kỳ cục lắm, giải tới giải lui. Sự thật, học kinh này rồi thấy rõ. Khi nào nói có nhân có quả là phải học, hành, tu. Còn ở trong cái vòng của các pháp hữu vi. Chứ còn tư duy quán chiếu mà đi sâu vào bên cái mặt vô vi của nó, thì không còn có cái gì để gọi là nhân, mà cái gì để gọi là quả. Vì các pháp bản lai bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, đó là bản thể chân như của vạn pháp. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, nó tự tịch diệt, nó tự vắng lặng, cho nên nó vượt ngoài nhân quả. Khi nào nó có nhân có quả là dựa trên hữu vi pháp, dựa bên mặt hiện tượng vạn pháp, bên tục đế mà nhìn. Chỗ này là chỗ khó. Do vậy mà những cái câu, cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương, cái bộ kinh đó nó lạ lắm, nó đủ ngũ thừa Phật giáo ở trong á. Nhưng mà các cái vị mà không có đi sâu, nhìn không có phúng, thì cái bộ kinh nó có 42 chương á, rồi đem xếp vào ở trong cái chương trình học Phật gọi là học tiểu học, là học Tứ Thập Nhị Chương, chứ không phải. Tôi nói ra thì bây giờ là dường như là nó không giống ai hết đó, nó khác nhiều quá đi. Tôi nghe một vị đó cũng nói ở trong cái đĩa, người ta nói rằng là kinh Bát Đại Nhân Giác đó là của Ngài An Thế Cao dịch, công trình đầu tiên, ông giỏi lắm đó, ông dịch bộ Bát Đại Nhân Giác đó. Bây giờ để làm cái bộ nó có giá trị là lâu đời mà hay cô động đó, để làm cho cái giáo lý để dạy cho cái chương trình sơ cấp Phật học á. Tôi nghe tôi tội nghiệp quá. Trời Phật ơi, cái Tứ Thập Nhị Chương là tại vì nó có bốn. Ở kinh Bát Đại Nhân Giác tại vì là mỗi một cái điều giác ngộ nó có mấy câu à. Người ta thấy ít rồi ta nói nó là chương trình sơ cấp Phật học. Không phải vậy đâu. Cái đó mà nói gì là tội nghiệp cái người nói và tội nghiệp kinh điển lắm. Thế gian vô thường, đệ nhất giác tri, tức là đệ nhất giác ngộ đó. Mọi người đệ tử Phật phải học rằng đệ nhất giác ngộ là thế gian vô thường. Đây, học cái đó rồi là cái vụ động đất này là chuyện bình yên vô sự.
Tiền cho thì cho, hộ thì hộ, giúp thì giúp. Nhưng mà phải coi đó là một việc rất bình thường mà ta đã biết từ lâu là người đó có tu vô thường đó. Cho nên là Như Lai Thế Tôn dòng họ bị giết mà ông đang khóc sức mướt, và cũng nhiều người trong dòng họ khóc, mà Như Lai thì không hề có khóc. Tại sao vậy? Vì Như Lai đã biết tổng tầng tâm là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Vì nó quyển sanh cho nên nó quyển diệt, sanh nó quyển cho nên diệt nó quyển, quyển một cái rột có mấy phút vậy đó mà hơn 150.000 người chết. Thế thì chẳng phải là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã đó sao? Sanh diệt biến dị đúng không? Hư nguy vô chủ đúng không? Đại như vậy sao gọi là cái kinh này là cái kinh đó mà để cho cái là sơ cấp Phật học? Rồi tứ thập nhị chương á, tại vì nó có 42 bài à, là cũng gọi là sơ cấp Phật học. Kỳ thật là cái bộ kinh tứ thập nhị chương nó có đủ giáo lý của ngũ thừa, nhân thừa có, thiên thừa có, thanh văn thừa có, bích chi Phật thừa có, và đại thừa để mà thành vô thượng bồ đề có. Sâu lắm. Thành ra theo tôi á, mà theo tôi á, nếu mà thật sự mà mình có quy và có quyền và có đủ điều kiện là lãnh đạo Phật giáo á, theo tôi á là không có cho học cái gọi là sơ cấp và trung cấp của văn hóa, mà những cái người học Phật là phải là những cái người ít nhất là tốt nghiệp cấp 3 ha, hoặc là học lên cỡ đại học, cấp bậc đại học rồi mới vào học học Phật, hay là lấy bắt đầu mà học Phật đó phải là cái người hết trung học ha, rồi bắt đầu gọi là học đại học đó, thì cái trình độ đó đó vào học Phật pháp. Mà đào tạo được như vậy á thì mới thật sự là đào tạo của đạo Phật. Chứ tôi nói cái này là nhiều người nghe khó chịu ha, à, người ta không nhất trí. Cái đạo Phật mà mới có 4-5 tuổi mà cạo cái chớp vô rồi nói rằng hòa thượng này hòa thượng nọ tu hồi 6-7 tuổi mà người ta nghe vậy người ta quý chứ gì? Giỡn ờ. Dở ồn cũng được vậy. Cái tuổi đó mà biết cái gì mà tu, gọi là đi tu nhỏ vậy là quý ư? Không. Phải học cho hết trung học phổ thông, bắt đầu học đại học trình độ đó. Vô nghe Phật giáo có nghĩa là nghe trình độ của người học đại học thì nó mới tốt. Bởi vì cái giáo lý của đạo Phật nó sâu, nó là nếu nói nó là triết học thì nó là một môn triết học rất là kỳ bí. Cho nên đâu phải như A, B, C, D, D học để biết đọc chữ vậy đâu. Nói nếu về khoa học, trong đó có khoa học. Nói về thần học, trong đó có thần học. Nói cái gì về thần học, trong đó cũng có nói. Nói về vũ trụ học, nó đủ thứ hết trời. Cho nên là tôi hiện giờ đây là tôi làm trưởng ban giáo dục trong thành phố này đây nè. Học trò là cái trường tôi đây là trường, tuy là trường mang cái danh là trường của thành phố Hồ Chí Minh mà kỳ thật là trường cả nước, từ Bắc Trung Nam gì đều tụ vô đây học hết đấy. Đây hiện giờ đang thâu vô đây gần cả ngàn nữa rồi đây nè. Thâu được hết. Đặc biệt cái trường này là nó độc đáo vậy, là cả Bắc Trung Nam gà cả. Thì cái trình độ phải là cái trình độ là cao đẳng thì là mới học Phật giáo. Còn cái nhỏ đó là tại vì cái lòng tốt của cha mẹ, của ông bà, thấy mấy đứa nhỏ này nó hiền lành, nó ham lại Phật. Mà ham lại Phật không có nghĩa là tu được. Tôi nói các vị buồn tôi chịu à. Các vị mà ham lại Phật quá đó, lại nói tôi mỗi ngày mà ham lại Phật quá đó, tôi nghe rồi tôi biết thôi à.
cái này là để dành cho Phật thương vậy thôi à, chứ còn thành Phật không có được. Các gì mà mê lại Phật, mà nghe mê tụng kinh, mà mê khấn nguyện đó là để cho Phật thương, thì thật sự là Phật thương đấy. Nhưng mà còn các cái vị mà đòi muốn thành Phật đó, không có cơ hội để thành. Bởi vì bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, tu năm cái món đó mà thật đàng hoàng, nghiêm túc, đúng pháp mà còn không thành Phật được. Mà phải học cái môn Bát Nhã Ba La Mật mới có trí tuệ, mới nhận thức được chân lý. Bởi vì Phật là kết quả cao nhất của cái người có khả năng nhận thức chân lý. Mà trí tuệ chưa có thì không có cơ hội để thành Phật. Mà nếu ở đây mà bà con chúng ta mà cứ lại Phật là gian giái rồi cầu nguyện gian sinh vậy thì làm sao thành Phật được. Cho nên để cho Phật thương thì được. Tu còn nhỏ, vô chùa ở Phật thương thì được. Còn mà hy vọng để mà đạt đạo chứng quả thành Phật là cái tuổi nhỏ không ăn thua. Mà phải đi học đại học bên ngoài rồi, mà vô rồi mà học Phật là vô giá. Người đó là người vô giá bảo châu trong đạo Phật. Ngược lại đào tạo trong đạo Phật hồi 7 tuổi, 6 tuổi. Rồi ra học tới tú tài, học tới tú tài, học tới cử nhân, tới thạc sĩ rồi. Cái rồi là nó thêm cái kiến thức cái thế gian rồi, cái có nghề nghiệp cái rồi nhảy ra cái lấy vợ, lấy chồng, lấy con mà ngạt. Chết lộ lã vô cùng. Lộ lã vô cùng. Cho nên chi bằng là để ở ngoài người ta học tú tài, người ta học cử nhân, người ta học tới thạc sĩ, tiến sĩ. Vô người ta nghe Phật mới là đúng, đúng cái cách học đạo Phật. Bởi vì đạo Phật không phải là cái học để mà hiểu cái chuyện của xã hội bình thường. Thế thì cái mà tôi nói đó thì cũng là lý tưởng vậy thôi, chứ không có thực hành được. Cái chương trình Phật học của cái nhóm hồi đó đó là gạn lọc của bây giờ lấy từ lớp 9, thấp nhất là lớp 9. Hiện giờ này học trò tôi là thấp nhất là lớp 9. Sơ học á phải lớp 9, rồi từ lớp 12 trở lên mới được học trung cấp, rồi mới học cao cấp ở đây, cao đẳng này. Nhưng mà thật sự cỡ như vậy là học còn đuối á. Nghe đạo Phật thật còn đuối á, chứ đừng có nói 5-6 tuổi mà học gì. Thành ra bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương á, tu vô tu tu, hành vô hành hành, ngôn vô ngôn ngôn, chứng vô chứng chứng. Cái đó là giáo lý đó, sao gọi là để cái kinh này để giải sơ cấp. Đâu có thể nói vậy được. Tu cái hạnh vô tu. Tại sao vậy? Là tại vì cái người này người ta đạt tới cái thực tướng của dạng pháp là vô, vô tướng. Thì đối với mắt tai mũi lưỡi thân ý, đối với sắc thanh hương vị sốt, pháp thấy tất cả, nghe tất cả, ngửi tất cả, nếm tất cả, xúc tất cả, biết tất cả, mà giống như không thấy gì hết, không nghe gì hết, không ngửi gì hết, không nếm gì hết, không xúc gì hết, không biết gì hết. Đó là tu vô tu tu, mà hành vô hạnh, hành hạnh, chứng vô chứng, chứng, ngôn vô ngôn, vô ngôn ngôn, nói tất cả thiên ngôn và ngữ đó, mà lúc nói đó, lúc nói nhiều, có ai biết đó là chẳng nói gì. Khi im lặng, mấy kẻ biết đó là đang nói. Đến khi cần sẽ nói mãi, nói tuôn thao, không ngăn ngại, không hề vơi cạn ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng, xin thưa rằng, mà Bát Nhã Ba La Mật là tông. Họ đã đạt tới cái trình độ mà Bát Nhã Ba La Mật rồi đó, thì đã đạt tới cái đỉnh cao của Bồ Tát thừa, của Phật thừa đó. Thì việc làm ra lúc như thị, lúc như phi, khi như thuận, khi như nghịch, trời còn khó biết. Cho nên cái chỗ này là hơi khó nghe đó. Cái gọi là giải thoát hệ Phật, khiến cho tâm được giải thoát. Sự thật, tâm nào có giải thoát gì đâu, vì nó không hề có hệ Phật. Tâm của tất cả mọi người không hề có hệ Phật.
cái chân tâm thường trú của các vị không hề có hệ phượng. Cũng như nước biển mà thật nước biển á, là không hề có chao động gì hết. Còn cái mà chao động đó là không phải thật nước biển là vậy đâu. Tâm của các vị mà thật là cái tâm vị đó, của các vị đó, là cái thể của nó là tánh, là minh. Mà bản thân của nó đó, gọi là chân tâm á, là không bao giờ có chao động và nó thường ở luôn với các vị. Còn cái mà các vị vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quấy lắm, cái đó là thuộc về vọng tâm. Cái đó là ví như khách như trần, nó đến rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt. Đấy, cho nên là tâm có ràng buộc gì đâu. Cho nên là mình phải trở về với cái tâm vắng lặng của mình. Mọi người phải để ý mà trở về cái, mà gặp cái tâm vắng lặng vốn có của chính mình. Đó là cái phương pháp tu hành có kết quả thật sự đó. Là mình phải có cái lúc trở về để nhìn thẳng, để gặp. Mà trong kinh thiền gia thì gọi là gặp ông chủ đó. Gặp được ông chủ của mình là cái gì? Là cái tâm vắng lặng vốn có của mình mà hồi nào giờ, nghĩa là suốt có khi phải 8-90 năm mà mình không hề gặp nữa nha. Là vì không có một cái giờ phút mà mình thấy được cái tâm vắng lặng đó. Mình thấy bằng tên là cái là vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quấy, hơn thua, tốt, xấu, tham, sân, si, mạn, phẫn, hận, vô đạo, tật, sang, đặt ngư cái đó ở trong cái cuộc sống của mình. Còn cái tâm vắng lặng thật của mình không hề có cái đó. Không có thiền na, không có tư duy tu, ha? Không có tỉnh lự, không có samatha, là không bao giờ gặp. Thành ra cái đạo Phật nó sâu vậy. Học đi sâu vào đạo Phật ta thấy nó hay lắm. Các pháp không tự tánh, vì không tự tánh cho nên không thể nói quyết định. Nói các pháp là có cũng không trúng. Nói các pháp là không cũng không trúng. Nói các pháp là thường không trúng. Nói các pháp là đoạn cũng không trúng. Là vì phải hiểu các pháp qua cái giáo lý trung đạo. Phải hiểu qua giáo lý trung đạo. Vì tàng hữu nhất pháp bất tùng nhân duyên sanh. Có nhất thiết pháp vô bất thị không giả. Phật pháp bất định pháp. Vì bất định pháp cho nên các pháp chuyển biến hình thành theo nhân duyên, mà nhân duyên thì trùng trùng vô tận, sanh diệt đổi thay, cho nên nhân và quả của vạn pháp cũng chuyển biến không ngừng. Vì vậy cho nên nhân quả không có cố định. Nhân duyên trùng trùng vô tận, cho nên nhân quả cũng chuyển biến trùng trùng vô tận, theo không gian, theo thời gian, không bao giờ có cái nhân quả nào cố định. Vì vậy cho nên nói nhân quả mà cố định đó, là sợ nhân quả cho tới nỗi nghĩa là làm tội gì tưởng tượng rằng mình là cái tội đó cố định đó, là cái đó là mình lỗ lạ đấy. Chứ tất cả vạn pháp không có cái gì cố định hết. Vì nó không có cố định, nó không có cái tự tánh, cho nên chứng thật tướng vô nhân pháp mới được chứ. Chứng thật tướng của vạn pháp là tướng vô, là không có gì. Thì nhân quả tự nó chuyển biến mất. Trong sát na là diệt khước a tỳ nghiệp. Chứ nếu mà nó có cố định thì tội nó còn hoài, phước nó còn hoài. Mà làm sao để có phước để nó còn hoài? Từ đâu làm cho có phước? Nếu tất cả đều cố định, đều khư khư bất
bất di bất dịch, thì làm sao cho con người có phước? Phước vì phước không có cố định, cho nên từ ít phước người ta làm ra nhiều phước. Vì cũng phước đức không cố định, cho nên từ nhiều phước người ta có thể làm cho mất phước. Thế thì học tới đây ta thấy cái chỗ này là rõ ràng là các pháp không có tự tánh là chân lý đó. Cho nên là nhân quả của vạn pháp cũng chuyển biến không ngừng. Rồi bây giờ tới vấn đề tu nhân, từ nhân duyên, từ nhân duyên mà tâm trở thành tham, tham kiết, tham kết và bị hệ phược. Cũng từ nhân duyên mà tâm trở thành thanh tịnh được đại niết bàn. Thế thì lại các pháp không có tự tánh cố định rồi. Từ nhân duyên mà cái tâm của chúng ta là bình thường vậy ha, từ nhân duyên, từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm xúc biết nào mà mình bất bình bất mãn, nó sanh ra tham sân si mạng. Thế thì nó do cái nhân duyên, cái điều kiện mình thấy đó, mình trông thấy đó, mình gặp đó, nó sanh ra kiết sử, nó sanh ra tham sân si mạng, sanh ra mừng giận thương sợ. Rồi cũng từ nhân duyên mình gặp ở trong cái thầy lành bạn tốt, ở trong môi trường hoàn cảnh tốt, thì mình nghe, mình thấy, mình hành động toàn là cái việc là từ bi hỷ xả, bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn vân vân, thì nó làm ra thành ra con người giải thoát được niết bàn. Do vậy mà vì vậy tâm không thể nói quyết định là, và nhân duyên cũng không thể nói quyết định, cho nên pháp tánh, Phật tánh cũng không thể nói quyết định. Nói chung là tất cả các pháp đều không có tánh quyết định. Để ý cái chỗ này, cho nên đừng có sợ. Đừng có sợ, nhưng mà đừng có sợ, thí dụ như mình lỡ làm tội, rồi mình biết tội, mình làm lành, thì cái tội đó sẽ hết, hết thật sự đó. Thì cái này tôi nói nhiều lần, thí dụ như đây là nửa cái tách nước này nè, nửa tách nước này là nước độc nè, uống vô là chết ngay. Lỡ làm nước độc vậy rồi thì là mình em uống cái này là chết à. Bây giờ thì cứ đem cái nước độc này, đem cái nước trong, nước ngọt, nước ngon đó, đem mà pha vô mà chế vô. Từ đây về sau mình không làm cái thuốc độc nữa. Mình biết đây là nước độc rồi. Thì cứ đem nước mát, nước ngon rồi chế vô rồi từ 10 lít rồi 20 lít rồi một khối nước rồi 5-10 khối nước rồi thì cái nước này tự nhiên nó quá giải nó mất hết. Còn cái tâm thiện, tâm ác của chúng ta cũng vậy. Tâm ác chúng ta lỡ ác rồi mà chúng ta khi mà quay về với Phật Pháp Tăng Tâm Bảo, chúng ta làm những điều lành đó, thì cái ác nó từ từ nó mất hết. Chế nước ngon, nước ngọt vô nhiều rồi thì cái thuốc độc đó đều mất hết. Kể cả những cái nước mà đen ngòm ở dưới sông Nhiêu Lộc đây nè, mà sau này người ta sẽ không thải cái chất độc vô nữa, người ta có thể lọc nó ra, người ta xử lý nó thành ra nước trong trở lại đó chứ. Thậm chí là nước uống được đó chứ. Singapore nghe báo đang nói rằng là cái nước thải, cái tắm rửa giặt dịa đó mà người ta đem về bên đó nước mắc lắm, không có nước. Nước mặn không à, cái đảo mà. Ta đi mua nước bên Singapore, rồi bây giờ người ta phát hiện ra ta lấy cái nước thải, nước xài rồi đó. Ta bỏ cái cặn bã độc ra, ta lấy nước đó ta xài, ăn uống sử dụng là được hết. Vì sao vậy? Vì các pháp không có tự tánh. Từ nước sạch mình làm cho nó thành dơ. Rồi từ cái dơ thì mình dùng cái phương pháp khoa học tiện nghi hiện đại, mình lọc nó lại trở thành nước lọc, trở thành nước sạch. Điều đó cũng nói là các pháp không có tự tánh. Ngay cả nước biển bây giờ ở như Việt Nam mình thì chưa làm sao để uống được đấy. Nhưng mà bên miền Trung Đông á ha, người ta không có nước, dầu thì nhiều lắm mà nước không có. Giờ ta buộc lòng ta phải chế ra cái máy để ta lọc ra nước.
Thế thì từ nước mặn ta làm ra nước ngọt. Điều đó nói là cái gì? Các pháp không có tự tánh. Thì tội phước cũng không có tự tánh. Bốn bộ a hàm thuộc hệ tư tưởng tiểu thừa. Các bộ phương quản thuộc hệ tư tưởng đại thừa. Sanh thời Đức Phật Đinh Ninh chỉ dạy cặn kẽ, dạy bảo cho các tỳ kheo đệ tử mình phải thường tư duy quán chiếu về ngũ thủ quẩn. Chính bản thân mình, cái thân của mình đã gọi là thân ngũ quẩn, cũng gọi là ngũ thủ quẩn. Chứ thủ là tại vì là nó cho đủ là theo ngũ thủ quẩn, nói gọn là ngũ quẩn. Thủ quẩn là tại vì con người mà có cái thân này là nó chấp thủ. Không có người nào là không chấp thủ cái thân này. Cho nên là trong kinh thì gọi là ngũ thủ quẩn thân. Nói gọn là ngũ quẩn thân. Mà phải quán niệm trong kinh Đại Thừa cũng như Tiểu Thừa, quán niệm ngũ quẩn thân này. Cái này tôi nói rồi. Bởi vì tôi viết cái này là tôi thuộc rồi. Cho nên là mấy bữa trước tôi có nói rồi. Tu hành nó quan trọng cái thân này ghê gớm lắm. Cái thân ngũ thủ quẩn này mà các vị chấp về cái phần vật chất, tức là cái phần sắc, sắc thân, sắc diện á, là ngã, là thiệt á. Mình cho là thiệt á, cho là bền chắc á, cho là thiệt á, cho là nó có cái bản ngã đó, là không phải đệ tử Phật rồi. Trong cái thân này nó có cái phần vật chất là phần sắc thân đó. Ngoài ra nó còn bốn cái quẩn sao: thọ, tưởng, hành, thức. Nó không phải là vật chất mà nó vẫn có cái công dụng để nó cấu tạo, nó phối hợp lại thành cái thân ngũ thủ quẩn này. Đó là thọ quẩn. Đó là sự tiếp nhận, sự nhận biết, sự tiếp thu của sự vật bên ngoài. Thì thông thường mình học là thọ quẩn là nó có ba thứ. Một là mình thấy cái điều gì bằng lòng vui thích mà mình nhận lấy nó, thỏa thích, mình vui bằng lòng với nó thì gọi là lạc thọ. Còn mình thấy cái gì đó mà mình không bằng lòng, mình không ưa, mình không thích, thậm chí mình ghét thì cái đó gọi là khổ thọ. Ghét và buồn bực đau khổ gọi là khổ thọ. Còn cái thọ nữa là cái thọ vô ký, tức là không có gì để đam mê thích thú mà cũng không có gì là buồn phiền thù hận bực bội, thì cái đó ta gọi là vô ký thọ. Khổ thọ, lạc thọ, vô ký thọ. Trong con người của chúng ta tìm ba thứ thọ đó không hề có, nhưng mà nó là một phần để nó có ra cái thân này. Vô phương, không có bác học, kỹ sư, khoa học nào mà tìm cái đó ở trong con người của chúng ta có. Vậy mà nó là một thành phần trong một quẩn, trong năm quẩn, một thành phần trong năm thành phần để có cái xác thân này. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng cũng vậy. Tưởng cũng một thành phần, nó cũng là vô hình như vậy. Nhưng mà tưởng nó có cái công dụng là để nó thâu, nó thông qua con mắt để nó thâu tất cả những cái hình ảnh. Rồi nó thâu những cái khổ thọ, lạc thọ, xả thọ. Nó cũng biến thành ra một cái tư duy, một cái nguồn hình ảnh và một nguồn tư duy. Ví dụ như là mình còn ở đây mà cha mẹ anh chị em của mình đã đi ngoại quốc hết. Ngược lại, cha mẹ anh chị em mình ở đây mà mình đi ngoại quốc, mà mình còn nhớ, mình còn thương, mình tưởng tượng ra kể cả cái sắc diện, cái mặt mày, cái tướng để mà đi tới đi lui trong nhà mình thấy đó. Còn ví dụ như tôi về, tôi ở quê đó, bây giờ tôi còn thấy cả cái miếng vườn, cả cái cây mà tôi leo, tôi trèo hồi đó.
Tới năm nay là gần 80 năm mà tôi vẫn còn thấy. Thế thì là từ cái thọ để nó cảm nhận vô trong cái là gia thức của mình rồi á, trong cái thức của mình rồi đó, rồi nó tưởng tượng lại. Mà kinh nghiệm của người đời người ta gọi là cái tuổi già đó thì tiếc, hay tiếc nuối quá khứ, ưa nhớ những cái chuyện 70-80 năm trước. Còn tuổi trẻ đó thì anh yêu em yêu chưa gặp, nhưng mà bây giờ cứ là cứ mỗi ngày mỗi tối đi học đi hành cứ tưởng tượng là anh yêu của mình như thế này, em yêu mình như thế kia. Thế thì tuổi trẻ đó thì nó lại mơ ước ở tương lai. Hình ảnh của một cái người mà mình mơ ước đó mình chưa khẳng định là nó như thế nào, nhưng mà có thì cái đó trong con người mình đó, nó là một thành phần để thành ra con người mình, đó là tưởng uẩn. Mà tưởng uẩn thì tìm trong con người mình không có, thọ uẩn tìm trong con người mình cũng không có. Từ chỗ đó ta nghiên cứu ngược trở lên, ta nhận biết là cái sắc uẩn mà có nó thành ra đầu mắt tay chân mà là chất cứng chất cầm nắm mò được này nè, nó cũng không có như vậy. Cho nên cái có này nè, kinh điển ta gọi là giả có, quyển sanh. Vì vậy quyển sanh cho nên quyển diệt đó, nó có mấy ngày ở bên cái trận động đất đó, cái nó tan rã, bây giờ đố ai mà tìm có. Tìm xác mà trong vòng mấy ngày không có là tan rã ra rồi, là nó quyển diệt, nó trở lại trả về với cái không có của nó. Do vậy cho nên là thọ quấn tìm không có, dễ biết. Tưởng quấn tìm không có, dễ biết. Mà sắc quấn cũng phải tư duy quán chiếu là cái sắc này cũng là quyển sanh quyển diệt, cũng không có thật. Đấy. Rồi hành quấn là cái gì? Là sự thiên lưu biến chuyển toàn diện, mà sắc quẩn cũng phải biến chuyển thiên lưu. Thọ quẩn, tưởng quẩn cũng đều là ở trong cái quy trình biến chuyển thiên lưu, chứ không bao giờ có cái nào tồn tại vĩnh cửu và đứng yên được. Thì cái đó là cái gì cũng không ai tìm ra. Bởi vì nó sinh diệt, nó biến chuyển từng sát na là một phần tí của cái, một phần tí tí của cái khai móng tay thì làm sao mà biết được. Như các vị ngồi đó, tôi ngồi đây, tôi đang nói về cho trong cơ thể tôi là nó biến chuyển sinh diệt, làm sao biết được. Thế thì cái đó là một quẩn, một phần thành phần của năm quẩn. Rồi cuối cùng thức quẩn là cái mà để ra sinh ra cái tri và cái kiến. Cái tri là cái hiểu biết thô giai đoạn một, rồi từ cái tri đó nó thành ra cái thức là cái hai, cái giai đoạn hai. Rồi từ cái thức đó nó làm cho chúng ta nhận biết phân biệt rõ ràng, ta gọi cái đó là tâm, cũng gọi nó là thức. Thế thì là cái tri kiến đó, đó là tâm là thức đó, cũng đố ai không làm sao tìm được. Vậy thì năm cái thành phần đó nó duyên khởi, nó hình thành, nó nương gá, nó hòa hợp thành ra cái thân này. Cho nên cái thân này là gọi là ngũ uẩn, nó là năm cái thành phần tổ hợp nương gá đó mà nó hình thành. Nhưng mà là con người thì ai cũng chấp nó, ai cũng đam mê, ai cũng lưu luyến, ai cũng chấp mắt nó. Do vậy mà nó sinh ra cái nguyên nhân khổ trùng trùng vô tận. Người ta tham tiền tham bạc để rồi tù tội cũng là do chấp cái ngũ thủ uẩn này, bảo vệ nuông chiều, đáp ứng cái yêu cầu vọng tưởng của cái ngũ thủ uẩn này. Mà có kẻ thì tù tội, có kẻ thì chết chóc, có kẻ thì đau khổ tràn ngập, là do bảo thủ cái ngũ thủ uẩn này, không thấy được cái tính chất ngũ uẩn phù hư không khứ, không khứ lai, không thấy được cái tính chất giả tạm, cái tính chất hòa hợp, cái tính chất vô chủ của nó, không thấy được cái đó, cho nên mình chấp. Vì vậy mà kinh gọi là ngũ thủ uẩn. Năm cái món tích tụ hòa hợp đó thành một cái thân giả quyển này mà ai cũng cho là thật. Bốn cái sau là hoàn toàn không có, vậy mà nó là bốn cái thành phần góp lại. Còn cái gọi là sắc quẩn này, cái tay, cái chân, cái mặt, cái mày, cái đầu cổ này nè, ai cũng tưởng là nó là thiệt, kỳ thật nó cũng một thứ giả, cũng giống như bốn thứ giả: thọ, tưởng, hành và thức.
Cho nên là Phật dạy bảo các tỳ kheo đệ tử mình phải thường tư duy quán chiếu ngũ thủ quẩn chính bản thân mình. Nếu chấp mắt sai lầm ngũ thủ quẩn là đệ tử của ma chứ không còn là đệ tử Phật. Phải quán sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã và thức vô ngã, ngũ quẩn đều là vô ngã. Ngũ ấm, kinh Bát Đại Nhân Giác ta gọi là ngũ ấm, cũng gọi là ngũ quẩn đó. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại là tôi nói nãy giờ đó, khổ không và ngũ ấm. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức tạo thành cái thân này. Do vậy cho nên cái mà tôi muốn nói, tôi nhắc hoài, bởi vì cái này khó nghe lắm. Mình bảo thủ cái mình chết á, cái linh hồn mà chết rồi mà còn đó, cho nên là phải trọng con trai để nối dòng, để mà nó thờ mình á. Sự thật không có thờ, nó không có thờ được, vì mình không có còn cái gì để cho nó thờ. Mà mình mà cái quan niệm mà con trai mà để nối dõi, mà để mà thờ ông bà cha mẹ đấy, một quan niệm rất là sai lầm, không phải để tự Phật. Nếu thờ được thì con gái cũng thờ được, mà trọng nam kinh nữ mà cần con trai mà thường rồi, đó là chẳng qua là cái biến kế chấp của một dân tộc nào đó trên thế giới này, tùy theo người ta đặt ra. Thế có những cái giai đoạn tôi gọi là mẫu thị tộc, mẫu hệ. Có những cái nước người ta lấy họ mẹ, ở trên nước Việt Nam mình bây giờ cũng còn có số dân tộc người ta lấy họ mẹ, ta quý trọng người gái kìa, ta lấy họ mẹ thì sao. Rồi có cái nước là ta đổi ra, ta không lấy họ mẹ nữa, ta lấy họ cha thì gọi là phụ hệ. Phụ hệ, thị tộc phụ hệ, lấy theo cái họ của cha. Mà họ cha họ mẹ đều không có giá trị chân thật, bởi vì tất cả những cái họ đó đều là dựa vào cái gì đó mà người ta thích. Ta dựa vào cái cây đó người ta thích, ta lấy cái tên của cây đó ta làm cái họ. Dựa vào cái xứ đó ta thích, ta lấy cái xứ đó ta làm cái họ. Và họ rằng ta có thể đổi thay liên tục không nhầm gì hết. Người ta thích ông vua đó mà ông vua đó thương người ta, ta lấy cái ta bỏ cái họ của cha mẹ, ta xin ra cái họ của vua. Nhà vua bắt buộc đó, ta thương nhà ngươi và ta cho nhà ngươi cái họ của ta. Nhà ngươi phải bỏ họ của tía má ngươi, thì ông này cũng bỏ cái họ của tía má mình mà lấy cái họ của nhà vua, không có gì trở ngại hết. Điều đó chứng tỏ rằng họ cũng không có cái gì quan trọng. Cho nên cái quan niệm mà trọng nam cái nữ mà để gọi là thờ phượng, gái cũng không thờ được, mà trai cũng không thờ được, trai không thờ được, gái cũng không thờ được. Vì sao vậy? Vì ngũ quẩn tan biến đi rồi thì không có, trong năm quẩn thì không có cái lý do gì mà một cái thức quẩn mà nó còn để nó thành con ma con quỷ để ngồi trên cái bàn thờ. Không có, đều tan rã giống nhau. Ngũ quẩn phù hư không cứ lai. Mây mà nó tan rồi thì nó tan, không còn một cái gì của cái dạng mây. Khi nó tụ thì là mây, mà khi nó tan rồi thì đố ai tìm mây là cái gì. Thân con này, thân người này cũng vậy. Khi nó hợp thì nó ngũ quẩn, nó hòa hợp thì nó là ngũ quẩn thân. Mà khi nó chia ly rồi đó, thì đâu nó tan rã vậy đó. Không còn cái gì để mà thờ đâu. Cái đó là cái khó ghê gớm lắm. Tất nhiên là tôi nói vậy là tôi nói, còn các vị nghe hay không, không sao hết. Chứ tôi phải nói vậy nó mới là đúng cái của tôi hiểu đạo Phật. Tôi hiểu đạo Phật là tôi phải nói vậy. Còn các vị nghe tới đâu mà nghe, không nghe thôi cũng không sao hết. Cho nếu mà người nào mà còn mà chưa thấy được cái tính cách phù hư của cái thân ngũ thủ quẩn này hả, mà còn quý trọng nó đó, là trên con đường vào cửa chùa thì các vị mới tới ngoài cửa cổng thôi chứ chưa vô được sân. Tôi nói như vậy là để các vị mà nếu mà nghe kỹ rồi đi, các vị sẽ sướng vô cùng. Trai cũng vậy mà gái cũng vậy, không hy vọng đứa nào thờ gì trơn trời, và cũng chẳng có hy vọng phải làm cái bàn thờ. Tôi nói ví dụ như tôi nè, tôi định lập cái trường đó, tôi làm hiệu trưởng đó, đất người ta ký cho tôi rồi đó. Tôi có thể làm trường được đấy,
Nhưng mà tôi cho mọi người sau này biết rằng tôi không có làm cái tháp ở đó, tôi không chôn ở đó, tôi không nằm đó, cũng không có làm đám ma ở đó. Là vì các vị có làm cái gì nữa tôi cũng không có là cái gì ở đó. Cho nên trường Phật học mà tôi sắp lập đây là chỉ làm việc rời đâu về đó, chứ không có để cha truyền con nối, không có để thầy truyền cho trò. Tất cả mọi người đều là nhân viên, y như nhân viên của các cái ngành giáo dục trên thế giới. Trường là của công cộng đời này qua đời khác, hư thì tu bổ làm lại, cũng là của đời này qua đời khác, của đào tạo, của giáo dục. Không làm cái đám ma trong đó. Chỗ tôi nói là khó nghe lắm, tôi biết. Có người nói tôi thì người ta thuốc chết bây giờ. Tôi nói chuyện có sao đâu. Một bà trên Bình Dương kia bà thuốc 13 người cả. Báo đăng đấy. Mà bà lấy được người có 900 triệu này kia nọ. Trời, thuốc tôi hả? Có trong bóp vô cho hết. Cho hết, mấy triệu cũng cho luôn. Không cần khiếu nại. Nhưng mà sao mà bà quê bà đi lừa ai đâu, bà thuốc tới 13 người mà lấy không có nhiêu tiền hết trơn. Thiệt sự mà nếu thuốc thì cũng không nhầm gì. Một Kiền Liên đã từng bị nói thẳng mà chết rồi. Thì tôi là một người nói thẳng nữa, chết vì người ta làm chết cũng không sao. Chứ phải nói như vậy là mới đúng ý tôi đó. Mà nói đúng ý tôi nghĩa là tôi không có phải phản kháng ai để làm cái gì hết đó. Nhưng mà nói vậy mới đúng ý mình. Hết giờ rồi ha, còn hai lần nữa. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo do tôn